Bảo nhang khởi Nam mô Nhãn Cúng Giả Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Sa Loan Thanh Giác.
tuổi cũng để nhì mẫu tiên cung thị mở hiền mẫu đệ nhì thanh thiên tích xưa sinh thành nghe trong đền sông sơn làm thanh giá tuổi cũng đề tam mẫu tiên cung thị mở hiền thanh mẫu đệ tam thanh thiên ngọc hồ thần nữ mẫu bực đền khỏi cung sớm kết loan phòng kính xuyên sớm kết loan phòng nghề thảo mai tiểu thiết mơ ra lòng nghề gieo ban sớm niệm chân nhang phận mời chư thiên thượng đệ tử nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát ma tát nam mô thế giới tại từ đại bi tiết xin đạo sư nam mô a di đà phật loan thanh giá tuổi trên tiên đình rồng bay lắm vẻ giữ Việt Nam địa khi trung linh cầm dài đổi lệnh tiên đình sai đổi lệnh thiên đình giáng sinh hạ giới cứu dân phù đời giáng nay đức thánh người trời thánh gia tuổi đời trần thì mở mang nam mạng đức đệ tam dòng dõi kim chỉ bảo vệ gia mã uy kỳ thánh gia tuổi khúc hai đường thần vương vô đệ nhất tức mạc hương là đất vương vô nhất kỳ chỉ trộm ngoài thánh gia tên gọi là hoàng văn tống vương cô đôi tên gọi đại hoàng xe loan giã tử đầu đồng nghề vương vô cứu dân thánh gia cửa bể tờ mờ nhắc trông ra ngoài cửa bể tờ mờ chiếc thoi cô bé lưng lờ bên cặp tiên thánh gia tuổi lập chính hướng đông ngôi đền cầu lập chính hướng đông nghe văn quan thị cậu bé cửa đông về ngự đồng thánh gia hội cung nhật bóng tôn quan cung thị mời nhật bóng tôn quan lại lâm mới chắc sang đến điện trung uy hùng lên hầu thượng kinh loan xa được lên hầu không bị bàn với sắc chỉ công hầu quan đề nhất xa nghi nổi cơn mưa xa bất kỳ sấm vang 18 cõi bình chân đi mút trời động
tiên nga 30 sáu đồng tiên nga bồng lai mi tiên cạnh nghe chẳng xa tí chút nào phán các quan nê tả văn hiệu võ lương ban đăng đàn quân thủy quân bộ đôi hàng khai quang gióng nhan thập cờ diệu ông về chứng đàn duyên ngã tích thang cúng dạ kim phủ hoàng thân cận ông về chứng phủ duyên sớm liệt dâng lên kim mân sớm dâng lên trình quang đệ nhất chép biên rõ ràng vì cho đệ tử bình an. Quốc thái dần
phẩm mơ thường sắc lệnh nhờ vô phòng số xiên cũng là số tử liệt hạng ông lớn ngài chép biên tiếng thét nghe bài sai lối dẫn vạt quỷ tà phách tan hồn phê sai trên nhang là bức phê sai cả phiền chư tướng đắng ai khổ gì tạo sai binh bộ binh tùy con là sứ phẩm đệ tử con e con là sứ phẩm để trước công đồng Phật thanh chứng minh quan lớn có sứ tu trình phê đôi chứng bình an ấy cửa nhà khang thái phúc lại khản trừ phi cho sức mạnh đối đường giờ số thiên đình ông về giờ số thiên đình chữ đen ông bỏ chữ đỏ ông phi phi cho đôi chứng bình an an phê cho đôi chứng minh an cửa nhà phu quý khang ninh thọ trường bốn mùa phẳng lặng tan qua là bút chú phê ông về là bút chú phê chữ đen ông bỏ chữ đỏ ông phi phi cho hai chữ trường sinh tài lộc sai bốn mùa vạn lặng tan qua là bút chú phê ông về là bút chú phê chữ đen ông bỏ chữ đỏ ông phê phê cho đôi chứng minh an Thank you.
quan nên ngài sáng thế. Xuống cõi trần cứu độ muôn dân thánh gia hồi cung sáng sắc thiên tai ôi thượng ngàn quan đệ nhị ngài quả cai thông chi thiên địa cộng sai đạo thầy thần. Tự sắc phong tôn quan minh đệ nhị minh đấng anh tài quốc sĩ vô song vẻ vang mắt tượng dấu rồng uy nghi mới tuân tu mà đẹp uy phong ý khác người chốn sơn lâm hùng cường uy vũ minh lấy sắc rồng cai sự nghinh nam thiên tuân tòng vâng lệnh cửu thiên thanh sơn bích động nghinh mọi đàng ông lớn ngài quản cai truyền phán các quan đông về truyền phán các quan tả văn hiếu võ
lương ban đang đàn quân thủy quân bộ hai hàng. Khai quang dòng nhan tập cờ diệu quang minh chứng phủ chúng ta tích tam khung dạng kim phục hoàng thân cần ông về chứng đàn duyên. Sứ trạng dâng lên kim ngân, sứ trạng dâng lên trình quan đệ nhị chép biên do giảng vị cho đệ tử bình ngân. Chỉnh tề bước ra khăn áo, chỉnh tề bước ra khai đàn mở phủ, chấn động làm tôi ông về chứng phủ chứng đàn. Mở phủ quấn cầu ông về, mở phủ quấn cầu đông tân linh mới theo cầu mà lên qua cầu ông cho qua cầu. Đồng tân linh mới theo cầu mà lên. Ông bán lộc tài ông về, ông bán lộc tài thứ nhất lộc hoa, thứ nhị lộc quả, thứ ba mới lộc tiền. Bóc vỏ xoay tâm ông về, bóc vỏ xoay tâm lại nở ra rồng trứng rồng, lại nở ra rồng dây thông lại nổi trồi thông dườm già bốn mùa xanh tốt nở hoa. Xanh tốt nở hoa bốn mùa xanh tốt nở hoa, lại nở ra rồng trứng rồng, lại nở ra rồng cây thông mới lại nổi trồi thông dườm già bốn mùa xanh tốt nở hoa. Cấp lương ông về, cấp thực cấp lương, cấp ngân cấp xuyên cho đồng giàu sang làm ăn tân tư vi hoa. Cửa nhà khang tài phúc lại hạn trừ bốn mùa vọng lạc cát hoa. Soi sáng cho đồng ông về, soi sáng cho đồng, soi tâm trong sáng chấm đồng làm tôi ông về soi sáng cho đồng. Soi tâm trong sáng tìm được mà đi. Giờ sổ thiên đình ông về, giờ sổ thiên đình chữ đen ông bỏ, chữ đỏ ông phi phi cho đôi chữ bình an. Đôi chữ bình an về cho đôi chữ bình an, cửa nhà phú quý khang đinh tỏ trường phi cho xung quanh đôi đường. Tiên tẩy bụi trần tắm gió đệ tử tự dày chạy sau nước tiên tẩy bụi trần. Mở phủ khai của ông về, mở phủ khai của lấy ở công đồng nước tiên lấy ở công tổng tắm cho chín vía tự dày chạy sau bốn mùa bằng ta qua. Cho an bản mệnh cho tâm vững vàng làm ăn tân tới vinh hoa. Lấy ở công đồng đức tiên lấy ở công đồng tắm cho đệ tử tự dày dành trong đức tiên lấy ở công đồng. Cho đồng ông về quạt mắt cho đồng quạt đi nghiệp dương của người trần gian độ cho đệ tử bình an. Chấm trần đồng ông về linh gần đồng cho căn bốn phủ chấm đồng làm tôi
quân cầu ông về, mở phủ quân cầu đồng tân linh mới, theo cầu mà lên qua cầu ông cho qua cầu. Đồng tân linh mới theo cầu mà lên, bốn mùa hoặc là cát qua. Là tấm lòng con lá trầu, là tấm lòng con em quả cao, là tấm hy thân con gia trình cho cha biết mặt, cho mẹ biết tên. Bóc vỏ soi tâm ông về, bóc vỏ soi tâm lại nở ra rồng trứng rồng, lại nở ra rồng cây thông lại nổi, rồi tông dường già bốn mùa xanh tốt nở hoa. Xanh tốt nở hoa bốn mùa, xanh tốt nở hoa làm hắn tân tới lập tài, để đã cho an bằng cho tâm vững vàng. Cấp tức cấp lương ông về, cấp tức cấp lương, cấp ngân cấp xuyên cho đồng giàu sang, làm ơn tân tới bình hoàng. Soi sáng cho đồng ông về, soi sáng cho đồng, soi tâm trong sáng cho đồng bình an ông về, soi sáng cho đồng, cho tâm trong sáng để tìm đường mà đi. Đôi chữ bình an ông về, đôi chữ bình an, cửa nhà khang thái phúc lai hạn trừ, bốn mùa xuân hạ thu đông. Lấy ở cộng đồng thức tiên, lấy ở cộng đồng tắm cho thiên bia từ giày sạch trong nước tiên, lấy ở cộng đồng tắm cho đệ tử từ giày bình an, bốn mùa vọng lạc cát quang. Lấy ở cộng đồng nước tiên, lấy ở cộng đồng tưới cây bốn phủ lên thời tiền sông, tưới cây nhân đức vi hoa. Mắt cho đồng ngọc về, quạt mắt cho đồng quạt đi nghiệp chướng nghe của người trần gian không về, quạt mắt cho đồng. Một hai ngũ nhân Bồ Tát Ma Ha Tát ông về chứng nghi nhân. Khai quang dòng nhãn thập cờ diêu ông về chứng thị nhân. Khai tâm tâm hoan hỷ khai túc năng bộ hành. Khai nhĩ nhĩ thông thanh khai khẩu khẩu thông suốt. Khai nhượng nhượng tinh nhạy nam mô khai cũng như Bồ Tát Ma Ha Tát ông về chứng hình nhân. Cộng đồng hình nhân bán tạc cộng đồng đồ cho đệ tử từ giày bình an hình nhân bán tạc cộng đồng. Thank you.
lên tòa giang sông, tỏa sáng sườn san sát không đông bằng phố cát đôi ngả. Đã lộ sổ nước xuôi chảy lạt lạt đều nghe một thu nghe cỏ hoa đều như tranh vẽ nhí. Bay về lẻ tẻ đàn chim sẻ hót siêu già là bút chua phê chiếc nhang là bút chua phê cả phiền chưa tương đáng lại hộ chỉ tạm sai binh bộ binh về con là sớm hồng để tử con nghe con là sớm hồng để trước cộng đồng Phật thanh chứng minh quan lớn có sức tâu trì ông về sử số thiên đình chữ đen ông bỏ chữ đỏ ông về về cho đôi chữ bình an cầm bút xưa về ông về cầm bút xưa về chữ đen đỏ cũng phi phi cho đôi chân bình an cho an bản mệnh cho tâm vững vàng đổ cho đệ tử sâu xa đệ tử bình an đổ cho đời tử bình an làm ăn tân tới lòng ta để đa bốn mùa khoảng lặng cát qua vô sóng về ba mắt phượng sâu rồng uy đi tuấn tú ngoài đẹp uy phong khác thường chốn sơn lâm hùng cường uy vô linh sắc rồng cai sử nam thiên thuận tòng vâng lệnh cửu thiên thanh sơn bích đồng mọi đàng ngài quản ta chốn điện đài uy nghi lồng lộng phép thật
thần tông chi rồng ai đang ngự trên hắc hổ uy cường, đi mây về gió mà bốn phương độ người. Đến tỉnh quận hiệu ông để nhìn thiên đình giáng sinh. Vốn xưa tại thiên đình đến ngày châu trực ở trong lâu đài. Sinh số tướng trên đời một đại biến chép rằng có sai số nào. Bách quan văn võ nội tào khi xa bị ngọc khi vào tòa chưa. Phật Như Lai, Phật Như Lai pháp kinh tam tạng, hiền công tu sáng tựa như gương. 3000 thế giới tựa đường, chậm luân bể khổ tìm đường mà lánh xa. Mượn ba phiên, vượt bão việt cùng thuyền bát nhã, vượt sông mi bờ sát tới nơi. Nón thiêng cảnh vật như bầu trời, tây phương thế giới đón người tiên tu. Ngón thư thiền non xanh bát ngát, nén nhang tương ngào ngạt bốn phương. Rơi hương cùng giới định hương, tuệ hương đức hạnh cùng dường kinh dâng. Thánh xa tội cùng Thái tử Đề Tam phong tôn thần, quan lương Thái tử Đề Tam hùng binh mấy quán cổ lạnh giang ý xích đặc. Ngôi thiên đình thoại phù minh, trước chức võ thần quy độ minh, bốn phương nhân khi nhàn ngự ngai vàng. Tuần xu mới kiểm soát nay có phàm, quái phàm trần thế gian ý. Chốn long sai cầm quyền mới thay chúa pháp nên bầu quan. Tôi tố ý, tôi linh lệnh truyền thoại bộ chữ dinh. Bye.
tuần nhang thành tâm, thắp một tuần nhang nghe tấu về thoại phù, các ban các tòa thiên đình thủy phủ Diêm La. Tấu về thủy phủ vua cha đồng đình, vốn dòng là chú thủy cung, khai quang long nhan thập cờ diệu quang minh chứng đàn duyên, ma tích tang cũng dạ kim phụng hoàng thân cận ông về chứng đàn duyên. Sớ điệp dâng lên kim ngân, sớ điệp dâng lên trình quan tam phủ, chép biên rõ ràng phi cho đệ tử bình an. Phương thỉnh thỉnh Như Lai điểm cai cai thần nhân, thần nhân chiếu hình nhân, thần nhân chiếu hình nhân cai tập tâm hoan hỷ, khai túc năng bổ hành hại nhìn nhìn thông thành, khai khẩu khẩu thông suốt khai nhượng nhượng tinh nhanh, nam mô khai ngũ nhượng Bồ Tát Ma Ha Tát ông về chứng hình nhân. Phương thỉnh thỉnh Như Lai điểm cai cai thần nhân chiếu hình nhân, khai tập tâm hoan nghỉ khai túc năng bổ hành, khai nhĩ nhĩ thông thanh khai khẩu khẩu thông suốt khai nhưỡng nhưỡng tinh nhanh, nam mô khai ngũ nhưỡng Bồ Tát Ma Ha Tát ông về chứng hình nhân. Chứng đàn ông về chứng phủ chứng đàn, chấm đông chấm linh nhận đồng làm tôi ông về chứng phủ bờ. Tấm lòng con lá trâu là tấm lòng con e quả khóc, là tấm y thân con xa trình thì dâng lên. Bóc vỏ soi tâm ông về, bóc vỏ soi tâm ông lại nở ra dòng trứng rộng. Xanh tốt nở ma bốn mùa, xanh tốt nở ma độ cho đệ tử tự dày bình an ông về bóc vỏ soi tâm. Thực cấp lương ông về, cấp thực cấp lương, cấp ngân cấp xuyên cho đồng giàu sang từ đây phú quý vinh hoa. Phú quý vinh hoa từ đây phú quý vinh hoa, làm ăn tận tới lộc đại để đa ông về cấp thực cấp lương, soi sáng cho đồng ông về soi sáng cho đồng, soi tâm trong sáng tìm đường mà đi ông về soi sáng cho đồng. Sở sổ thiên đình ông về, sở sổ thiên đình chữ đen ông bỏ, chữ đỏ ông phi phi cho đôi chữ bình an. Đôi chữ bình an ông về, đôi chữ bình an cửa nhà kha tái, phúc lai hạn trừ phi cho giúp mạnh đôi đường. Chứng phủ chứng hộ ông về, chứng phủ chứng hộ mở phủ khai gồm ông về, mở phủ khai hộ lấy ở công đồng đức tiên, lấy ở công đồng tắm cho chính viên từ giày sạch trong ông về mở phủ khai hộ. Công đồng nước tiên lấy ở công đồng tắm cho chín bia từ giày sạch trong nước tiên lấy ở công đồng tắm cho đệ tử từ giày sạch trong bốn mùa khoảng năm khát khó. Lấy ở công đồng nước tiên lấy ở công đồng tưới cây xanh tốt nghe bốn mùa nở hoa, bốn mùa khoảng năm khát khó lên cây nhân đức đời đời bình hoa con cháu đời bình hoa.
mắt cho đồng ông về, quạt mắt cho đồng nghề, quạt đi nghiệp chướng của người trần gian ông về, quạt mắt cho đồng. Bình an phê cho đệ tử bình an, cửa nhà phú quý
Phạm Ninh thọ trưởng phê cho sức mạnh đôi đường. Sư phê ngóng về làm phút sư phê đồng hồ cho đệ tử tự dậy bình an ông về làm phút sư phê chữ đen ông bỏ chữ đỏ ông phê tân tới lộc tài để ta có ta ông chủ ta ra châm lính nhận đồng ông về châm lính nhận đồng sao khăn bốn phủ châm đồng làm tôi ông về châm lính nhận đồng làm đệ tử cung tiến trên theo phật thánh dưới theo đồng thầy một lòng không dám tư sai sao ngang bốn phủ chấm đồng làm tôi ông về chấm nhận đồng tẩy hết bụi trần tắm cho đệ tử tự dậy sạch trong nước tiên tẩy hết bụi trần tắm cho chín viên tự dậy sạch trong bốn mùa làm tan quan lính nhận đồng sao khăn tứ phủ châm đồng làm tôi ông về châm lính nhận đồng lính nhận đồng âm về châm lính nhận đồng sao áo bốn phủ châm đồng làm tôi ông về châm lính nhận đồng cho an bản tây cho tâm vững vàng độ cho đệ tử bình an
soi sáng cho trần ông về, soi sáng cho trần soi tâm trong sáng, chấn động làm tôi ông về, soi sáng cho trần soi tâm trong sáng để tìm đường mà lên. Soi sáng cho đồng khai sáng cho đồng ông về, khai sáng cho đồng khai tâm trong sáng, in chấm đồng làm tôi ông về, khai sáng cho đồng cho an bản tịnh, cho tâm bừng và buồn của phẳng lặng ta. Bốn mùa xuân hạ thu đông ấy, mùa xuân cầu lộc thu đông cầu tài, bốn mùa xanh nước thửa hoa. Ngã ba sông Bạch Hạc
bàn tiên ngồi đàn hát vui dương. Tiếng hồng môn niên ấm sóng rồi, sai quân đội cố soạn đội trò hoan. Cố trò hoa cũng sai quân lên đồn, sợ xa về chơi huyền tiền tôn. Dạo miền thác cái thác con, khi chơi bạch hạc lúc qua sang tam cầu. Lớn đệ tam, quan lớn đệ tam ngài thông minh chính trực, trong triều đình nào có như ai. Lược thao văn võ toàn tài, định thần tam tứ phủ nào có ai xa bình. Ngọc điện hương đang trầm giảm, trên bảo tòa bị ngọc nghiêm trang. Thành tâm sống tiếng tuần nhang, thỉnh mời quan lớn để ta nay đáo đình. Của Thái Bình thuộc Thái Bình, sống trong bị làm đất lạnh giá danh tham thiên nhiên. Xích đằng hương khói cổ truyền, thập phương chiến bái lập để an dân. Xâm lược tức thì tan tác, đều sợ nguyên khiết phát hùng anh. Đường đường quốc sĩ vô song, nghe chỗ tài xung trận đại pháo mới lấy lừng. Đời còn giữ về rừng tàu ta, đâm khổng anh nghe mang hạn có trần. Sinh vị tướng như tử vị thần, lạnh giang thăng tích xích đặng nghi công. Khi non nước một bầu hòa sắc, vương hoàn ngao bắc nước xu động. Thành thơi ngỡ chiếc thuyền rồng, ngao du tam cõi thắp dòng nhiều về. Vào Hà Nam hoa đổ lấy nước, sông Tuần vừa nghe lại ngược tuyển hoang. Rào trời đuối đổ sông ngang, cắm rào trời bên đã đuổi ngay. Cứ mỗi năm vào trung tuần tháng sáu, người trên bờ, người ở dưới sông.
vàng vàng khúc nhạc huy cường, họ Nguyễn Bắc đến đón bừng tiệc quan. Xong tin rồi thiên dòng quan bè lái nghe về đồng bào bát hải du xuân. Sông Tuần vừa nghe lá trốn đi chân để thơ lý đỗ quan cá cầm đỏ bờ. Lên ngàn xuống biển lạnh giang từ quy điểm dành lắm đến thờ quan tám tín kiểu ngai vàng tả lòng hiếu hộ thành bà vẫn còn đi. Hoa từng thì ra lâu đài điện cát dâng nước về thoái khúc một khi truyền quân lấy ngọc liễu ly đồn đồn dâng nước phép thì không ai ta qua đại giang con sông thao sông cả phép quân về đạo ngã ba chạy xương cá đàn hát tập tành thì ngâm phú đọc gầy đàn tranh chơi bời. Xong tìm rồi về đến đây ra cờ đóng cân tay y mũ vào tấu dăm ba đồng tướng đi theo hầu vào cung vương phủ ra thổ mẫu vương. Trông cầm cánh khua chiên vang nghinh hỏi lốt xanh hoàng chìm nổi sư mát triều đình vạn vo ma quan sai nghênh đón sức quan lớn đi tam vị châu. Ngự giờ lâu phát lời nhân thứ sai ông lên cứu độ trần gian. Một tay quan lớn để tam cứu sinh cũng lắm ngài đồ quan cũng nhiều. Trên gác lầu tư âm phú đọc ngoài sân rồng ca trúc chen tiếng. Vua cha sát ngự trên ngai vàng phát đòi hoàng tử vương quan hải vì châu. Lệnh còn ghi đến lạnh sang thăng tích thương đăng thần ngài thường đích trung quân. Tiền ai từ tháng sáu trung tuần hòa trung nam bắc họ Nguyễn con đào bầu. Trong năm giai ngài cầm quyền thay chúa phép mầu quan tôi tu anh linh. Lệnh truyền thoại bộ chữ gì trình tề đại giáp chơi biển trần thế gian. Anh xa bồi cung cho trói sắc rồng vô phong cho trói sắc rồng khuyên quan đệ tử uy hùng thì ngài dạy phác.
tiệc bàn loan, mời quan bốn phụ. Vốn còn trời giá bờ anh thiên công anh ơi. Mưa xa mây chất mà sổi trên văn các quan đi tả văn như vong lương ban đạo đàn quân thủy quân bộ đôi hàng thiên binh vạn mã thẳng hà kéo sang lệnh truyền nhất đội vạn cờ tài quang long nhan thập cờ diệu quang minh chứng phủ trung ngang thích tang cung giả kim phủ hoàng thân quân ông về chứng đàn diệu sớm đẹp dâng lên kim ngân sớm đẹp dâng lên trình quan đệ tử chép biên rõ ràng vì cho đệ tử bình an phương thỉnh thỉnh như hai điểm khai khai thân nhân chiếu hình nhân khai tâm tâm hoan hỷ khai túc nam bộ hoài khai nhị nhị thông thành khai khẩu khẩu thông suốt nam mô khai hồng nhân bồ tát ma ha tát ông về chứng hình nhân. Bái tạ công đồng hình nhân, bái tạ công đồng hình độ cho đệ tử từ dày sạch trong hai quang dòng nhà tập phờ diệu thông về chứng hình nhân khai tập tập hoa nỉ khai túc năng phụ hành khai nhị nhị tông thành khai khẩu khẩu thông suốt khai những dưỡng tinh nhành nam mô khai cũng như bồ tát ma a tát ông về chứng hình nhân. Thank you.
cầu ông về mà phụ quân cầu Đông Tân Linh mới theo cầu mà lên qua cầu ông cho qua cầu Đông Tân Linh mới theo cầu mà lên. Man lộc tiếp tài ông về man lộc tiếp tài thứ nhất lộc hoa thứ nhì lộc quả thứ ba mới lộc tiền. Là tấm lòng con lá sâu là tấm lòng con đê quả không là tấm thân con ra trình. Vỏ soi tâm ông về bóc vỏ soi tâm lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng cây thông lại đồi trời cấp thực cấp lương ông về cấp thực cấp lương cấp ngân cấp xuyên cho đồng dầu sang đụng cho vô quý vị hòa. Quý vinh hoa độ cho vô quý vinh hoa làm ăn tấn tới lộc tài để đã bốn mùa vàng lắm hai qua soi sáng cho đồng ông về soi sáng cho đồng soi tâm trong sáng giúp đồng làm tôi ông về soi sáng cho đồng. Giở sổ thiên đình ông về giở sổ thiên đình chữ đen ông bỏ chữ đỏ ông về vì cho độ chức bình an cửa nhà khang tài phúc lai hạn trì một mùa vàng lạc an toàn cho an bản mệnh cho tâm vững vàng bốn mùa vàng an toàn. Xuân hạ thu đông bốn mùa xuân hạ thu đông mùa xuân cầu lộc thu đông cầu tài về về giải đất sự tài. Tịnh cho đệ tử tự dày bình an ông về mở phủ khai hồ lấy ở cộng đồng nước tiên lấy ở cộng đồng tắm cho chiến viên tự dày sạch trong nước tiên lấy ở cộng đồng tắm cho đệ tử tự dày bình an bốn mùa phẳng lặng tan con lấy ở cộng đồng nước tiên lấy ở cộng đồng tưới cây bốn phủ bốn mùa xanh tươi bốn mùa xanh tốt nở hoa lên cây nhân đức tự dày đầy tăng thổ cho cũng lặng ra xa quạt mắt cho đồng ông về quạt mắt cho đồng quạt đi hiệp trường của người trần gian ông về quạt mắt cho đồng.
sương yên lễ xét quỳnh xét quỳnh con nâng tiến bạn tiến vào chúc xét huy phòng chúc quan lớn đệ tử vạn tế thành công quan lớn nghe ngài giao phúc nghe muôn dân lòng đều an cát khai chuyện rời đất nê làm mưa nghĩ xa mưa xa chớp rồi đổi cơn giông cây cố đổ xô là bút số phê chiếc nhà và bút số phê đồ gió đệ tử từ giày bệnh hát ông về thì bút chúa về đôi xứ bình an lên cửa nhà khang đáng phúc lại ngàn trừ con là sứ hồng đệ tử con nghe con là sứ hồng để chức cộng đồng Phật thanh chứng mình giờ sổ thiên đình không về giờ sổ thiên đình chữ đen ông bỏ chữ đỏ ông phi phi cho đệ tử bình an phật lặng cát qua bốn mùa phật lặng cát qua tông cho đệ tử từ giây bình an làm ăn tông tư thế ra cho an bản lĩnh cho tập vững vàng đủ cho phú quý giàu sang chuyện mười phương trên trời dưới đất quang lớn tại đạo Phật chuyên gia đem bắc ngân hàng liệt hàng tinh đầu bảy sang ngang trời quan Nam Tào cùng quan Bắc Độ nghe
sổ người trần sát lão ông chép bình đệ tử quý ốc hiếu thuận thảo hiền tu nhân thời tích đức ông chép biên cho sọ ra thánh gia tuổi trinh quán quê nhà đến Ninh Sa trinh quán quê nhà danh lam cổ tích nghe một tòa văn tuật cử hội cao đâm anh hào cổ kim minh lực lầy khắp mọi miền đã rời bậc thần cơ khắp cửa sông nghe đầu đau phục thờ Ninh Sa mới thiết lập trinh từ quan lớn tuần tranh quyết vợ đường an dân quốc thái dựng dựng cơ đồ vạn đại cao sâu như xưa tích cú nghiệp bồng quan tuần ngày chắc giang ngự bầu nước bầu kim tinh ý không mấy mấy bao
khâm ban sắc tướng nghinh chân linh dạng, chân linh sang thiên văn cổ anh linh bao phen đắp lũy xây thành khắp miền duyên hải sông tranh nước lòng Việt sử chép hùng chiều sông tranh ơi sông tranh sang nước còn in dần tung hoành lẫm liệt oai hùng gương trang sinh mà nghìn năm còn để lại dấu anh lịch đã về qua bên sông tranh còn những người trang sĩ ta nghĩa sanh chỉ quan lương tuần tuyệt vời khắp bốn phương xa gần đều biết tôn quan tần đã dậy thần cử khắp cửa sông đâu đó phụng thờ đỉnh giang thiết lập ngôi đền thờ mật tranh phúc tinh đôi lòng sầu hồ phục lốt tan đầu quần khúc sầu lệ lần dần phượng múa đôi bên khoan tuân ngài trạng sáng ngự lên sập bông đồng thiên đội và cơ lệnh truyền thiên đội và cơ quan tuần bây giờ chắc giang anh linh trước là bảo hộ gia đình xong là thu chắc hết tà tình phen đẩy uy ra trần tay biên tay sớ trạng dâng lên kim mân sớ trạng dâng lên trình quan đệ ngũ chép biên do giả phi cho đệ tử bình an
đệ tử bình an, phê cho đệ tử bình an, cửa nhà phú quý, khang ninh thọ trường, phê cho dũng mạnh đôi đường. Phục thỉnh thỉnh như lái điện khai khai thần nhân, thần nhân chiếu hình nhân khai tâm tâm hoan hình, khai túc năng bộ hành khai. Thủy quốc động đình vào vua cha, thủy quốc động đình tôn quan điều thất, anh linh đền đồng bằng thánh gia hội quốc nay chơi phủ trinh lầu hồng nghỉ châu đệ nhất vào xa thánh gia hội quốc thứ thánh thượng ngàn tiến dân văn tiến thánh thượng ngàn đồng nghe quân tuần nghe quá giang đi chứng sau tàn nề chiếc thoi bán nguyệt nề hoan nề khoan trèo vào đứng gặp ngành nghề quan thấp đồi cao lái vào ngàn sáng trên thượng ngàn đường để nhị tối linh nhân diệt niệm hoa tươi tốt niệm khát sáng dường sáng phân nhị hồng tô điểm màu xa cổ tay tượng ngàn
đầu vẫn tóc mai vốn dòng công chúa Kim Thái sang sinh hạ sớm quyệt tai thượng nàng công chúa thiên thai sang sinh hạ giới quyền đi cai tương ngàn quyền bà châu cai bảo lạc hạ sang đi xuân nghe một bầu tiêu sao sông trời ngàn quỷ ngàn đảo khi xa xuống thác nên này vào lên đó. Lúc lên trong đền đẹp làm sao? Tình
Lộc tài giàu mới mang ra thứ nhất, lộc hoa thứ nhì, lộc quả thứ ba, mấy lộc tiền bán cho đồng tiền tốt lúa dày. Đêm dầu thành kính con dâng lên, chúc trình và thánh sau trình muôn xa. Dầu về bóc vỏ soi tâm, trứng rồng lại nở ra rồng cháu tiên. Tổ cho nở ra rồng cháu tiên, tổ cho đến từ thân người. Dòng lại nở ra rộng trong thiên, đổ cho đẹp người từ về an thiên hạ. Đổ cho đệ tử bình an, cửa nhà khác tái phúc lại ngàn trường. Do một bộ phẳng lặng tan qua thiên hạ. Đồ cho đệ tử vinh hoa, làm ăn tân tới lộc tài đề đá. Tài gương bản khách đều hoa, châu về soi sáng cho đồng. Soi tâm trong sáng chấm đồng làm tôi, đệ tử có theo Phật thánh suốt đời. Trứng đen dầu bỏ, trứng đỏ dầu phê. Bình cho đôi chữ bình an, cửa nhà khác thái phúc lại an chờ. Cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Dầu phê đôi trứng bình an, làm ăn tân tới lộc tài đề ra. Tài ương phản ách đều qua dòng nước mắt thấm gió đệ tử. Nước tiền có nước tiền lấy ở ngàn say. Độ cho đệ tử bình an, cho an bản bệnh, cho tâm vững vàng. Dẫu độ cho ai chữ bình an. Tiền lấy ở cộng đồng, tưới cây xanh tốt bốn mùa nở hoa. Lên cây nhân đức tốt sao châu về quạt mát cho trần, quả tinh nghiệp dưỡng của người trần gian. Châu đổ cho đệ tử bình an. Lộc tài giàu mới phát
bốn phương hội họp đi đã tạm thành than sau tiên tốt lô xê bộc lâm sân sâu nhẹ bước tới đâu lòng sầu nhân nghe bắt nhịp cầu vĩ hoa đẹp như sao bắt đầu vân hà trăng rằm tháng tám như là sao mai đẹp như tô nữ giang đài đi à dầu về chữ mã sơn giang chứng cho có chúc mười hai cô thiên là độ cho đệ tử vị an cất tay tiền một sáng đăng sáng đăng dầu một bài thật xinh bạn đến họ Nguyễn Sơn tình yêu tình nhờ sân sầu nhẹ bước tới đâu lòng sầu nhân nghĩa bắt nhịp cầu vinh hoa đẹp như sao bắt đầu vân hà nghĩa âm nó cho đời âm nó cho buồn cho bán khắp chi trần gian ai biết châu để nhị tối linh trần gian ai yêu châu để nhị tối tiếng đàn tinh hát vẽ vọn suy khẽ vang vọng lời ca đôi núi bao xa sương mờ trăng nhỏ thương đồng loạn ra về đây trên ngàn gió bút rung cây cất cao tiếng hát từ đông côn trông về đây cất cao tiếng hát từ đông côn về đây biểu sớm chiều cả vang tay thôi bê mang rừng vàng bán cho các ghế được giàu sáng đời đời bán cho các ghế đời đời giàu sáng
chân bước trên cầu mây, bóng ai như tiên sáng trần. Để tấp nập rộn ràng mừng vui đón châu về loạn xa, đây mới thật là đẹp. Nhìn xem xinh đẹp ơi, ví non ơi sao to ơi, hoa ngàn hoa thắm tươi, ngàn hoa thắm tươi. Bay về tới bà đền tới, sáng 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 người điện nữ đang bay về về bà đền luôn. Trận gian tách thiên mở khóa đồng đào, sau về chứng lên chứng khoa mở khóa tài lộc cho trần gian tay tiên mở khóa tổng tài cung nghi tài cung lộc đệ tử giàu sang tận gian cung tài cung nghi lộc giàu sang tính à.
hương nan để nhị tối linh ngồi cao công chúa quyền hành núi non danh thơm đã đức tìm đồn quấy khi vui canh thì không vui chơi nước ngược non bồng nghề ai xúc lan về dòng rơi ngạt bán bạn mẹ ý đua treo bè
về. Khi chơi ngàn mấy ngàn mê, ngàn giác ngàn nửa chúc che rừng bầu. 12 cô, 12 cô tổ bàn theo hầu. Chỉ thắm cố sâu hạt vàng chỉ đông buồn giọt quan bàn hàng tha ý chỉ thắm cố sâu hạt và đông quân mây giọt quan bán hàm ý dầu vàng cao xanh trả lên tân ba chén dầu ngừa thí nón buồm vai quẩy lăng hoa đông quân tuần quán vào ra chơi bời kỳ thanh vắng lúc lại im rời. Hồi chết đỉnh đối cần rồi hàng ngã tan tình tôi thú lại ca ý ấy à. Châu về sẽ bóng sáng khăn ấy. Sáng khăn sẽ bóng chấm đầm làm tôi đổ cho đệ tử hơn người tí à. Nguyện làm đệ tử cung thiên trên theo Phật thánh dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai thì à. Dầu về sẽ bóng sang khăn ấy. Sang khăn sẽ bóng chấm đậm làm tôi đệ tử con theo Phật thanh suốt đời ấy à. Nguyện làm đệ tử cung tiên trên theo Phật thanh dưới con theo đồng thầy
thành xa hồi cùng. Xin mời đầy một tràng pháo tay nào.